mình gặp khó khăn với cái việc lựa chọn chiếc ba lô thích hợp để đựng đồ công nghệ cũng như những thứ lặt vặt và đòi hỏi một cái cảm giác đeo tốt. Thì hôm nay mình có trên tay một chiếc ba lô Fear Raven 28 lít, một cái thương hiệu quen thuộc từ Thụy Điển. Cái ba lô này mình có thể đựng được cái gì và có gì hay thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn. Thì thiết kế của ba lô này theo kiểu unisex, nam nữ đều mang cũng được. Và cái chất liệu làm cái ba lô này là G1000, thì được làm từ sợi polyester cũng như cotton. Thì nhà sản xuất cho biết cái chất liệu này có thể chống thấm, đi mưa gì đó mà không bị ảnh hưởng đồ đẹp bên trong. Chất lượng dây kéo rất là cứng cáp, ở trên cái wire này được bọc bằng da. Và cái logo con cáo đặc trưng của thương hiệu cũng may bằng da luôn. Thì cái trọng lượng của ba lô này khoảng 960g. Hai bên có cái dây đeo, có một cái hình cờ Thụy Điển ở đây. Ba lô làm Thụy Điển, nó rất là khít cũng như không cho nước chui vào. Rồi thì đây là tất cả hành trang của mình khi đi ra đường mỗi ngày. Thì đầu tiên là cái chìa khóa xe để ở ngoài tiện lấy, rồi ngăn trên cùng vì ở trong có lót lớp lông cừu nên mình có thể đựng kiến mát hay là một cái ví tiền. Ngăn này nhỏ thôi. Rồi đến ngăn chính có cái phần che khá là an toàn, mình có thể đựng được một cái MacBook Pro 15.6 inch, mình có thể đựng được một cái laptop 17 inch luôn. Đối diện thì có thể đựng được một cái iPad Pro. Cảm thấy nhà sản xuất muốn hướng đến những người sử dụng đồ công nghệ. Ở cái ngăn thứ hai, mình sẽ bỏ tất cả phụ kiện từ dây sạc, cáp sạc, adapter, tai nghe đó mình bỏ vào đây. Có thiết kế theo dạng lưới, rất là tiện khi mình nhìn thấy muốn lấy cái gì đó mình lấy luôn. Ngăn nhỏ này mình đựng một cái pin dự phòng Aoki 10mAh, nhỏ thôi. Rồi bên cạnh để một con chuột máy tính. Thì trong đây mình để luôn một cái ống hút bằng thép, mình sử dụng với bình nước của mình chẳng hạn. Rồi nãy mình có nói hai cái ngăn bên này có thể đựng được một cái bình nước lên đến 2 lít, rất là vừa mà mình không có sợ bị đổ nước hay gì á. Hoặc không thì mình có thể đựng phụ kiện vô một cái túi nhỏ này và mình để gọn vô một cái ngăn thứ ba của ba lô này. Rồi trong ngăn thứ ba này có một cái ngăn nhỏ nữa để mình có thể đựng điện thoại, giúp mình an toàn hơn khi mà đi đâu đó không lo trộm cắp. Thì sau khi đựng hết tất cả thì nó sẽ như thế này, nó không quá nặng, dĩ nhiên mình có thể để nhiều hơn nhưng mà mình chỉ có tầm đó thôi. Cảm giác đeo cái ba lô này thì hôm qua mình có đeo nó, mình đi sự kiện cũng đứng ở ngoài trời cũng tầm cả tiếng đồng hồ, nhưng mà mình đeo nó không có bị nặng lưng cũng như là cái phần lưng không bị nóng. Mình thấy khá là thoải mái với cái ba lô này, mình nghĩ nó có thể đi du lịch cũng được nữa. Và khi mà xách như vậy nó cũng không có bị nặng, đặc biệt là cái phần bình nước của mình có nước bên trong, đựng nước là đầy và đá mà xê dịch nó không có bị đổ nước ra ngoài. Vì cái phần để bên hông này nó fit vừa một cái bình nước 1 lít của mình luôn. Rất là chắc chắn, mình đeo lên những người mà vẫn yên tâm. Rồi thì nhìn chung cái ba lô này mình khá là ưng ý để mình mang đi học hay đi làm mỗi ngày. Thiết kế của nó cũng khá là đơn giản, không có gây nhiều sự chú ý. Và mình mua cái ba lô này với giá khoảng 120 đô, thì tương đối cao, nhưng mình nghĩ cái giá đó mình có thể lựa chọn được một chiếc ba lô ưng ý với nhu cầu của mình cũng như nhu cầu của rất là nhiều người khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn.